Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Tiếng Trung Lý Anh Trân. Để nhận thông báo khi cô ra video bài giảng mới nhất thì các bạn vui lòng làm theo các bước sau nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vô YouTube gõ tìm kiếm Tiếng Trung Lý Anh Trân. Sau đó chúng ta sẽ nhấn nút đăng ký và đừng quên bật thông báo cho tất cả các video nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 6 của quyển giáo trình chuẩn HSK1 nha. Trước tiên thì mình cùng nhau tìm hiểu từ vựng của bài này. Cô sẽ đọc qua một lần cho các bạn nghe nha. Hui shuo mama cai hen hao chi zuo xie han zi zi zen ma du. Từ đầu tiên chúng ta tìm hiểu là mama. Mama có nghĩa là mẹ. Vậy thì mẹ của tôi mình sẽ nói là 我妈妈, 我妈妈. Mẹ của bạn 你妈妈. Mẹ của anh ấy 他妈妈. Rồi mình qua số nhiều nha. Mẹ của chúng tôi 我们妈妈. Mẹ của các bạn 你们妈妈. Mẹ của các anh chị 他们妈妈. Nhắc là nó là mama là mẹ. Từ tiếp theo mình sẽ học luôn ba từ trong bài này ha. Shuo xie tủ. Shuo có nghĩa là nói, xie là viết, tủ là đọc. Từ đầu tiên shuo, shuo bạn nói, nì shuo, nì shuo tôi nói, wǒ shuo, wǒ shuo giáo viên nói, thầy cô nói, lǎo shì shuo, lǎo shì shuo nói tiếng Trung. Cái từ tiếng Trung với mình học là hàn yǔ, nói tiếng Trung thì sẽ là shuo hàn yǔ, chúng ta nói tiếng Trung. Cái này mình thêm chủ ngữ phía trước. 我们说汉语. 我们说汉语. Mẹ tôi nói tiếng Trung. 我妈妈说汉语. 我妈妈说汉语. Từ tiếp theo, 写. 写. Và 读. 写 là viết, 读 là đọc. Tôi đọc, bạn viết. 我读你写，我读你写. Tôi đọc, các bạn viết. 我读你们写. Đây là một cái từ mở rộng mà không có trong giáo trình ha. Đó là từ thiên. Thiên có nghĩa là nghe. Mình đã học nói, đọc, viết rồi, bây giờ mình học thêm cái từ nghe nữa. Tôi nghe bạn nói. 我听你说. 我听你说. Bạn nghe tôi nói. 你听我说. 你听我说. Nghe nói. Nghe nói ở đây là nghe nói về một vấn đề đó. Ví dụ như nghe nói bạn sắp đi du lịch, nghe nói bạn thích ăn món gì đó, thì nghe nói có nghĩa là 听说. 听说. Rồi mình ôn lại một xíu ha. Động từ nghe là 听. Nói là 说. Đọc là tủ, viết là xỉa. Rồi từ tiếp theo, cài. Từ nãy bạn đọc bật hơi ha. Cài. Cài có hai nghĩa. Một là rau, hai là món ăn, thức ăn. Món Trung Quốc thì mình sẽ nói là Trung Quốc cài. Trung Quốc cài. Vậy món Việt Nam, món Việt Nam mình nói là Yue Nán Cài. Yue Nán Cài. Từ số 5, hẳn. Hẳn là một từ chỉ mức độ, nó có nghĩa là rất. Ví dụ như rất tốt, rất khỏe thì mình sẽ nói là hẳn hảo, hẳn hảo. Rất nhiều, rất nhiều. Hẳn tua, hẳn tua, rất ít.
很少，很少。từ thứ sáu, 好吃，好吃的吃 khi đi một mình nó có nghĩa là ăn. 好吃 là một từ có nghĩa là ngon. Ngon không? Thì mình sẽ nói là 好吃嘛，好吃嘛。Rất ngon, 很好吃，很好吃。Món Trung Quốc ngon không? Trung Quốc cài 好吃嘛，中国菜好吃吗？món Trung Quốc rất ngon. 中国菜很好吃。中国菜很好吃。Rồi bây giờ mình thử nói món Việt Nam rất ngon. Các bạn suy nghĩ và nói món Việt Nam rất ngon. Mình sẽ nói là 越南菜很好吃。越南菜很好吃。Từ tiếp theo, 做, 做 có nghĩa là làm hoặc là nấu trong nấu ăn. 做, như mình có từ nấu ăn sẽ là 做菜, 做菜, 菜 lúc nãy là món ăn, từ hôm nay mình học ha. 做菜, mẹ nấu ăn. 妈妈做菜, 妈妈做菜. Mẹ tôi nấu món Trung Quốc. 我妈妈做中国菜，我妈妈做中国菜。Từ thứ chín, 汉字，汉字 có nghĩa là chữ Hán, là cái chữ tiếng Trung mà mình tập viết trước tới giờ gọi là 汉字. Rồi mình nhớ lại xíu tiếng Trung là gì? Tiếng Trung là 汉语, chữ Hán là 汉字. Từ 字 đi một mình nó có nghĩa là chữ ha, 字. Từ số 11, 怎么, 怎么 có nghĩa là như thế nào, thế nào, 怎么. Nó được dùng để hỏi về cách thức thực hiện một việc nào đó. Ví dụ như nói thế nào, mình sẽ nói là 怎么说, 怎么说. Viết thế nào, 怎么写, 怎么写. Đọc thế nào, 怎么读. Trần mà tủ, vậy thì mình để ý phía sau trần mà sẽ là động từ. Nó được dùng để hỏi cách thức thực hiện như thế nào ha. Rồi, từ huy. Huy là động từ năng nguyện. Động từ năng nguyện ở đây là động từ thể hiện khả năng và nguyện vọng. Thì từ huy này, nó thể hiện mình biết một cái gì đó. Mà cái việc biết này phải thông qua việc học tập, tìm tòi thì mới biết được. Thì mình sẽ dùng huy. Biết nói tiếng Trung thì mình sẽ nói là 会说汉语, 会说汉语. Biết nấu ăn, 会做菜, 会做菜. Bạn biết nấu ăn không? 你会做菜吗? 你会做菜吗? Biết viết chữ Hán, 会写汉字, 会写汉字. Bạn biết viết chữ Hán không? 你会写汉字吗？你会写汉字吗？ Anh ấy biết nói tiếng Trung không? 他会说汉语吗？他会说汉语吗？ Thì hội là biết, thì bù hội sẽ có nghĩa là không biết. Không biết nấu ăn, mình sẽ nói là bù hội zuo cài ha. Từ hội là thanh tư, nên bù mình sẽ đọc thành bù. 不会做菜, không biết nói tiếng Trung. 不会说汉语, 不会说汉语. Biết đọc, không biết viết. 会读, 不会写. 会读, 不会写. Biết nói, không biết viết. 会说, 不会写. 会说, 不会写. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới phần nội dung của bài khóa hôm nay. Các bạn thử nghe và trả lời hai câu hỏi này ha. Câu số 1 là 他会说汉语吗? Cô ấy có biết nói tiếng Trung không? Câu số 2, 他妈妈会说汉语吗? Mẹ của cô ấy có biết nói tiếng Trung không? 你会说汉语吗? 我会说汉语。你妈妈会说汉语吗? 他不会说。
Rồi, câu số 1. Tha hui shuo han yu ma? Hôm nay mình có thể thấy được là vì nói là wo hui shuo han yu, nên mình sẽ trả lời câu số 1 là tha hui shuo han yu. Câu số 2. Tha ma ma hui shuo han yu ma? Ở đây mẹ nó nói là tha bu hui shuo, thì mình trả lời câu này phải nói là tha ma ma bu hui shuo han yu. Tha ma ma bu hui shuo han yu. Mình qua bài số 2. Bài số 2 cũng có hai câu hỏi. Câu số 1 là Trung Quốc cài hào chư ma? Món Trung Quốc có ngon không? Câu số 2. Tha hui zuo Trung Quốc cài ma? Anh ấy có biết nấu món Trung Quốc không? Trung Quốc cài hào chư ma? Trung Quốc cài hẳn hào chư. Nhi hui zuo Trung Quốc cài ma? Wo bu hui zuo. Rồi, mình cùng xem bài khóa à. Trung Quốc cài hẳn hào chư, là câu trả lời cho câu số 1 ha. Trung Quốc cài hẳn hào chư. Câu số 2, tha hui zuo Trung Quốc cài ma? Thì mình có thể thấy ở đây. Wo bu hui zuo. Thì mình trả lời câu 2 là tha bu hui zuo Trung Quốc cài. Anh ấy không biết nấu món Trung Quốc. Tha bu hui zuo Trung Quốc cài. Trước khi qua bài số 3 thì nó sẽ có một cái từ mới mà mình chưa được học ở trong những bài trước. Đó là từ trơ cơ, trơ cơ. Trơ có nghĩa là này, cơ là cái, trơ cơ, cái này. Hả? Bài số 3, tha hui xia hàn zi mà? Mình nghe và trả lời câu hỏi là anh ấy có biết viết chữ Hán không? Nhi hui xia hàn zi mà? Wo hui xia. Trơ cơ zi zi mà xia? 对不起，这个字我会读，不会写。câu số một là tha hui xia han zi mà, câu trả lời sẽ là tha hui xia han zi. Nhưng mà còn cái đoạn này mình cùng nhau đọc cái đoạn này ha. 这个字怎么写？这个字怎么写？câu này hỏi là cái chữ này. Câu này hỏi là cái chữ này viết như thế nào? Anh này mới nói 对不起là xin lỗi. 这个字, chữ này, chữ này. 我会读不会写, tôi chỉ biết đọc thôi, không biết viết. 我会读不会写. Tại sao lại nói vậy? Tại vì trong tiếng Trung ha, thì mình đã học hết cái phiên âm rồi, thì mình nhìn vô phiên âm thì mình sẽ biết đọc cái chữ đó, nhưng mà không phải mình cứ nhìn vô là mình sẽ biết nó viết như thế nào. Nên là ở đây anh này mới nói là 我会读不会写. Rồi, mình ôm lại một xíu từ vựng hôm nay mình đã học được bằng cái cách là làm bài này ha. Mình sẽ nhìn hình và dùng những cái từ mà mình đã học hôm nay để làm cái bài này. Câu số 1 là 我们都会. Hình ở đây là hình rất là nhiều người đến từ nhiều đất nước trên thế giới. Nhưng mà điểm chung của họ là biết nói tiếng Trung ha. Chữ tô ở đây có nghĩa là đều các bạn ha. Tô là đều. 我们都会说汉语. Chúng tôi đều biết nói tiếng Trung. Hình số 2, Trung Quốc cài, món Trung Quốc. Hẳn hào chư, rất ngon ha. Trung Quốc cài hẳn hào chư. Hình số 3, Tha hui zuo, món gì nè? Tha hui zuo Trung Quốc cài. Tha hui zuo Trung Quốc cài. Hình số 4, Zhe ge han zi, chữ này, zhe ge han zi, wo hui du. Bú hui xỉa, tôi biết đọc thôi, không biết viết. Wǒ huì dú, bú huì xỉa. Ok, bài số 6 đến đây là hết. Nếu có bất cứ thắc mắc gì thì các bạn cứ comment phía dưới video này, cô sẽ trả lời sớm nhất có thể. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài sau nha. Zài jiàn!